Ồ, không gian chật chội, ồn ào, thanh khách khó chịu. Bạn nhận thấy rằng luôn có ai đó khác gây phiền nhiễu đúng không? Hả, đó là chuyến bay điển hình đấy. Nhưng nếu cả máy bay chỉ có mình bạn thì sao? Trước khi bạn nói rằng chỉ có người giàu mới được bay máy bay riêng, hãy lắng nghe điều này. Đôi khi các hãng hàng không phải khai thác các chuyến bay thương mại chỉ với một, trong một số trường hợp là hai hoặc ba hành khách. Như bạn có thể đoán được, những anh chàng may mắn này có được trải nghiệm hạng nhất với giá vé phổ thông. Nhưng tại sao các hãng hàng không làm như vậy? Những chuyến bay như vậy chỉ khiến họ lỗ mất tiền và phải sẽ hợp lý hơn nếu hủy chúng sao? Ừ thì khi họ đưa ra quyết định để cho bay một chiếc máy bay gần như trống rỗng, họ phải cân nhắc nhiều thứ hơn là số lượng hành khách. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là hậu cần. Các hãng hàng không sắp xếp các chuyến bay của họ trước cả hàng tháng hoặc thậm chí một năm. Những lịch trình phức tạp này cần mọi máy bay ở một địa điểm cụ thể vào những thời điểm cụ thể. Hầu hết các máy bay không chỉ bay qua bay lại giữa hai sân bay. Chúng phải bay đến một số địa điểm khác nhau dọc theo một tuyến đường được chỉ định. Đó là cách mà nó có thể nhìn thấy vào bất kỳ ngày nào. Một chiếc máy bay trống rỗng chạy từ sân bay A đến sân bay B, nơi có một ngôi nhà đầy hành khách đang chờ đợi để đến sân bay C trước bữa tối. Ngoài ra, các phi hành đoàn hàng không sử dụng những chiếc máy bay trống để bố trí lại nhân viên phi hành đoàn đến những nơi họ cần. Bên cạnh đó, mỗi máy bay phải trải qua bảo trì, thường diễn ra thâu đêm. Và vì việc bảo trì được thực hiện theo các khoảng thời gian được lên kế hoạch trước, một chiếc máy bay phải ở đúng nơi và đúng lúc. Vì vậy, việc hủy một chuyến bay chỉ vì nó ít được đặt có thể phá vỡ mạng lưới phức tạp của các thời gian biểu khác nhau, biến hệ thống hoàn hảo thành hỗn loạn. Hơn nữa, tất cả các hãng hàng không được pháp luật yêu cầu phải bay theo lịch trình. Nếu không, họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của chính phủ. Các ngoại lệ cho quy tắc này chủ yếu bao gồm sự chậm trễ không thể tránh khỏi, chẳng hạn như lỗi máy móc hoặc thời tiết xấu. Giờ thì hãy nhớ rằng các máy bay thường không chỉ chở hành khách mà còn vận chuyển hàng hóa. Vì vậy, ngay cả khi chuyến bay được đặt đi chăng nữa, khoang chứa hàng có thể đầy và doanh thu từ hàng hóa có thể trang trải hầu hết các chi phí cho chuyến bay này. Nhưng tại sao các hãng hàng không không tung một đợt giảm giá chỗ ngồi trên những chiếc máy bay trống như vậy khi gần tới giờ bay chứ? Nếu bạn đã từng đi bằng máy bay, bạn biết rằng việc lên kế hoạch cho chuyến đi của mình trước nhiều tháng sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền chi tiêu cho vé. Các hãng hàng không chỉ cung cấp giá thấp hơn cho ghế sớm. Những hành khách mua vé trong thời gian ngắn sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Và đây là cách các hãng hàng không có thêm thu nhập. Vì vậy, nếu họ đột nhiên bắt đầu bán vé rẻ hơn ngay trước khi khởi hành chỉ để lấp đầy một chiếc máy bay trống, nó sẽ làm hỏng mô hình định giá đã được chứng minh trước đó. Mọi người sẽ ngưng đặt trước chuyến bay, chờ giảm giá và các hãng hàng không sẽ mất tiền mà họ thường nhận được từ những hành khách đưa ra quyết định vào phút chót cho chuyến đi của họ. Và nếu giờ bạn đang tự hỏi liệu có một kế hoạch thông minh nào đó có thể cho phép bạn bắt máy bay chỉ dành cho bạn không? Thì tôi phải làm bạn thất vọng rồi. Cơ hội trúng xổ số chuyến đi này rất mong manh. Bạn phải bay 95 lần và ở đâu đó giữa chuyến bay thứ 96 và 100 của bạn, bạn có thể trúng số độc đắc. Nhưng vẫn còn một số mẹo có thể giúp bạn có một chuyến đi thoải mái hơn bằng cách có một chỗ trống bên cạnh bạn mà sẽ giúp bạn có được giấc ngủ ngon hơn và được dụ chân. Liên tục kiểm tra sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay của bạn trên trang web của hãng hàng không. Nếu bạn thấy rằng hàng bạn chọn khi đặt chỗ có vẻ đầy người ngay cả trước khi mục đăng ký trực tuyến mở ra, hãy chuyển sang một hàng khác có vẻ như có thể trống. Bạn không thể chắc 100% sẽ có thêm chỗ, nhưng cơ hội của bạn sẽ cao hơn. Nếu bạn có người đi cùng và máy bay của bạn có 3 chỗ ngồi liên tiếp, đừng đặt chỗ ngồi cạnh nhau. Chọn chỗ ngồi gần lối đi và ghế ngồi bên cửa sổ hoặc bỏ trống ở giữa và hy vọng rằng sẽ không ai chọn nó. Mọi người đều biết rằng ghế giữa là tệ nhất vì bạn sẽ lúng túng mắc kẹt giữa hai người lạ. Tuy nhiên, nếu máy bay được đặt chật kín và ghế giữa bị chiếm, trong hầu hết các trường hợp đổi chỗ với người ngồi cạnh của bạn sẽ không thành vấn đề đâu. Một cách khác để có được một chiếc ghế trống là bay một hãng hàng không mới hoặc tuyến đường mới. Thường thì bạn sẽ nhận được dịch vụ tốt nhất vì hãng phải cố gắng xây dựng danh tiếng trên một thị trường mới và trên một tuyến đường mới được khai trương. Hoặc một hãng hàng không mới thì rất có thể sẽ có tải trọng hành khách nhẹ hơn vì thường phải mất một thời gian để khách hàng đặt những chỗ đó. Và cuối cùng, chọn sân bay nối chuyến một cách khôn ngoan.
các máy bay nhồi nhét là một thứ điển hình với các trung tâm lớn, trong khi các sân bay nhỏ hơn không bán hết vé. Và trong khi bạn đang cố gắng chịu đựng với một thực tế rằng một chỗ ngồi trống là lựa chọn duy nhất của bạn và giấc mơ về một chuyến bay trống trơn thì rất khó đạt được, hãy xem qua các chuyến bay đặc biệt này. Chuyến bay rắn. Vào năm 2016, hành khách trên chuyến bay Mexico nhìn thấy một con rắn màu xanh lá cây nằm treo ở khoang trên cao. Một trong những hành khách đã quyết định ghi lại khoảnh khắc trên camera điện thoại của mình, nhưng sau đó con rắn bắt đầu bò trên sàn. Người đó nhảy ra khỏi chỗ ngồi của họ, tháo dây an toàn trong nháy mắt. May mắn thay, không ai bị cắn vì mọi người trên máy bay đều giữ khoảng cách với con rắn. Tuy nhiên, các phi công vẫn hạ cánh khẩn cấp ở Mexico City. Các nhân viên đã cố gắng tìm ra làm cách nào con vật này có thể lên máy bay nhưng không thành công. Có ai nghĩ ra được làm thế nào mà điều này lại xảy ra không? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận nha! Chuyến bay thẳng dài nhất của hành khách. Vào tháng 10 năm 2019, tàu bay Qantas của Úc đã quyết định thử nghiệm tuyến đường dài từ New York đến Sydney và xem hành trình như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả hành khách và phi hành đoàn như thế nào. 49 người trên máy bay đã dành 19 giờ và 16 phút trên không để đi trên một tuyến đường dài 16.000 km. Để có đủ nhiên liệu mà không cần nạp lại nhiên liệu, máy bay đã cất cánh với tải trọng hành lý hạn chế và không có hàng hóa. Trong suốt chuyến bay, họ đã kiểm tra việc vượt qua rất nhiều múi giờ, ảnh hưởng đến cơ thể người như thế nào bằng cách theo dõi sóng não và sự tỉnh táo của các phi công và mức độ hormone melatonin của hành khách. Tuy nhiên, đó chỉ là một thử nghiệm và Qantas có kế hoạch thực hiện chuyến bay này thường xuyên hơn vào năm 2022. Chuyến bay rơi vàng. Vào năm 2018, một chuyến bay đã cất cánh từ Yakutsk ở Nga. Hàng hóa có lẽ quá nặng so với chốt cửa máy bay và nó bắt đầu rơi ra ngay trên đường băng. Bây giờ thì hãy tưởng tượng một đường băng điển hình với rải rác bằng miếng vàng, đá quý và kim loại quý, bởi vì đây là tất cả hàng hóa của nó, tất cả những thứ có giá trị thuộc về một công ty khai thác của Canada mà đã lên kế hoạch vận chuyển. Sự mất mát của công ty vì sự cố này được định giá ở mức đáng kinh ngạc tới 368 triệu đô. Từ khi máy bay được một vài dặm từ sân bay trước khi hạ cánh, một số đá quý hoặc vàng có thể đã rơi vào sân của ai đó. Nếu điều này xảy ra với sân của tôi sẽ mua một chiếc xe mới. Thế còn bạn? Chuyến bay có lịch trình ngắn nhất. Chúng ta đã quá quen với những chuyến bay dài và mệt mỏi bằng máy bay. Nhưng chuyến bay này sẽ chỉ tốn bạn 2 phút trong quần đảo Orkney ở Scotland, có hai sân bay Westjay và Papa Westjay, cách nhau khá gần. Hành trình trên không giữa chúng dài 26 km, bạn sẽ bay lên trời trong khoảng 47 giây và sau đó, trong khoảng 1 phút, các phi công cần chạy băng, cất cánh và hạ cánh. Tuyến đường này kết nối hai mảnh đất có người ở biển Bắc. Họ chở trẻ em đến trường, mang theo một số hàng hóa và xem như một trải nghiệm thú vị cho khách du lịch đến để chiêm ngưỡng nhiều di tích lịch sử và khảo cổ trên các hòn đảo. Chuyến bay quốc tế ngắn nhất. Chỉ mất 8 phút để đi từ Staatsgallen, Altenhain ở Thụy Sĩ đến Friedrichshafen ở Đức. Máy bay bay qua một cái hồ Köln lớn, dài ngăn cách hai quốc gia này. Các chuyến bay diễn ra thường xuyên nhưng không quá đông đúc. Họ thường chở nhiều nhất 50 người một lúc. Có nhiều cách để đi lại giữa hai thành phố bằng ô tô và phà, nhưng nó xa hơn 10 lần so với bằng đường hàng không. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video một lượt thích và chia sẻ nó với bạn bè nhé. Và đây là một số video khác tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và cùng soi sáng cuộc sống nha.